Trẻ nhỏ là đối tượng cần được bổ sung đa dạng các thành phần dinh dưỡng để đảm bảo sự phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, trong số đó có DHA. Vậy DHA có vai trò như thế nào đối với quá trình phát triển của trẻ? Bổ sung DHA như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất cho bé? Hãy cùng tìm hiểu thông qua video sau đây. Vai trò của DHA đối với sự phát triển của trẻ. DHA hay còn được gọi với tên đầy đủ là docosahexaenoic acid thuộc nhóm axit béo không no omega 3 là thành phần chính cấu tạo nên chất xám của não bộ và cấu tạo võng mạc mắt. Chính vì vậy, DHA là thành phần không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ với các vai trò cấu tạo nên 50 đến 60% võng mạc, đảm bảo hình thành hoàn thiện và duy trì hoạt động của mắt giúp trẻ có đôi mắt sáng và khỏe mạnh, chiếm từ 15 đến 20% cấu tạo chất xám của não bộ, đảm bảo độ nhạy của các neuron thần kinh giúp cho quá trình truyền tin đến và đi tại não bộ nhanh chóng và chính xác các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ được bổ sung đầy đủ dha có chỉ số iq cao hơn đồng thời nguy cơ trẻ chậm phát triển thần kinh cũng giảm đi đáng kể đối với trẻ sơ sinh dha được cung cấp qua sữa mẹ có liên hệ mật thiết với sự tăng trưởng về chiều cao và cân nặng của bé dưới đây là một số giai đoạn mà cha mẹ nên chú ý bổ sung dha cho trẻ trẻ sơ sinh Trẻ dưới 6 tháng tuổi, DHA tốt nhất nên được bổ sung trực tiếp từ sữa mẹ. Do đó, mẹ cần chú ý đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ để trẻ có nguồn DHA tốt và an toàn nhất. Trường hợp sữa mẹ không đủ để đáp ứng, một số dạng sữa công thức chứa DHA nên được cân nhắc sử dụng. Trẻ dưới 1 tuổi cần DHA cho tổng hợp hormone và phát triển não bộ, thị giác và khả năng vận động. Trẻ từ 1 đến 6 tuổi, DHA có thể được bổ sung từ các loại thực phẩm hàng ngày hoặc các chế phẩm bổ sung DHA thông thường. Trẻ trên 6 tuổi là giai đoạn trẻ cần được bổ sung DHA phục vụ cho hoạt động của não bộ trong quá trình học tập là thời điểm cơ sở hình thành trí tuệ cho trẻ sau này, do đó cha mẹ cũng cần lưu ý bổ sung DHA đầy đủ cho trẻ. DHA có trong thực phẩm nào? 1. Cá. Một số loại cá biển như cá hồi, cá thu, cá mòi có chứa hàm lượng cao protein và axit béo omega 3 giúp bổ sung DHA trong khẩu phần ăn cho trẻ. Ngoài ra, cá hồi cũng có tác dụng tăng trao đổi chất, cải thiện chức năng cơ bắp rất tốt, thích hợp cho trẻ trong giai đoạn phát triển chiều cao và cân nặng. Đồng thời, cá là loại thịt trắng, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao mà lại dễ tiêu, rất phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của bé. Tuy nhiên, lượng cá biển bổ sung cho bé nên duy trì ở mức độ vừa đủ, chọn mua cá tươi và nấu chín để hạn chế nguy cơ nhiễm độc thủy ngân. 2. Tôm Tôm là thực phẩm giàu DHA, có thể dễ dàng chế biến thành nhiều món khác nhau như hấp, luộc, chiên hoặc dùng nấu canh, làm bánh. Cha mẹ được khuyến cáo duy trì lượng tôm hàng ngày khoảng 20 đến 50 gram để hạn chế rối loạn tiêu hóa cho bé. 3. Sữa và các sản phẩm từ sữa. Các dòng sữa cho trẻ hiện nay phần lớn được bổ sung thêm các thành phần DHA, ARA bên cạnh các vitamin và khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Không những thế, các dạng sữa cũng được đóng hộp tiện lợi, có thể cho trẻ mang đi học, dễ mang theo bên mình. Ngoài sữa, các loại phô mai cũng cung cấp omega 3 tự nhiên cho cơ thể, đồng thời chứa canxi, phosphor và protein hàm lượng cao, giúp kích thích chuyển hóa và trao đổi chất trong cơ thể. 4. Đậu Với 100 g đậu hũ hàng ngày có thể bổ sung cho trẻ tới 400 mg DHA, bên cạnh đó còn là nguồn cung cấp đạm và canxi hiệu quả cho sự phát triển của bé. Đậu hũ cũng chứa nhiều vitamin B, vitamin K và các khoáng chất khác giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ em. 5. Các loại hạt. Các dạng hạt từ tự nhiên có chứa hàm lượng cao DHA bao gồm hạt óc chó, hạnh nhân, hạt rẻ, hạt thông, đậu phộng. Cho bé ăn các loại hạt thường xuyên sẽ giúp tăng cường phát triển não bộ và thị giác cho bé, ngoài ra còn giúp tăng đề kháng, bổ sung các axit amin và vitamin cần thiết cho cơ thể. 6. Rau bắp cải, súp lơ các loại rau xanh chứa nhiều chất béo có lợi cho cơ thể, trong đó có omega 3 tốt cho não bộ của bé. Ngoài ra, rau bắp cải, súp lơ giúp tăng hàm lượng chất xơ cơ thể hấp thu, từ đó hạn chế các rối loạn tiêu hóa, tình trạng táo bón phổ biến ở trẻ. Mẹ có thể chế biến rau theo nhiều cách khác nhau, luộc, hấp, xào với dầu thực vật hoặc có thể xay nhuyễn nấu cháo. 7. Lòng đỏ trứng gà. Ngoài các thành phần dinh dưỡng như sắt Acid folic hay protein, mỗi lòng đỏ trứng có thể chứa tới 17mg DHA. Mẹ nên cho trẻ ăn trứng được nấu chín hoàn toàn, tối đa hai quả một tuần đối với trẻ ăn dặm. Việc ăn quá nhiều trứng có thể dẫn đến tăng cholesterol, gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch. 8. Thịt gà, trong thịt gà trắng có chứa sắt vitamin, protein, đặc biệt là DHA, đặc biệt là phần thịt ức gà. Các món ăn từ thịt gà khá đa dạng, cháo, súp gà, gà luộc hoặc bánh gà, salad, do đó mẹ có thể thay đổi để phù hợp với sở thích của trẻ. DHA tốt nhất cho bé là loại nào? Sữa Meiji Growing Up Formula số 9 Nhật Bản. Dòng sữa Meiji vốn không còn xa lạ với các bà mẹ Việt Nam, được dùng cho nhóm trẻ từ 1 đến 3 tuổi, chứa các thành phần dinh dưỡng gồm có DHA, nucleotide, carbohydrate, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, canxi, phosphor, magie cùng nhiều axit amin khác. Một số tác dụng nổi bật có thể kể đến của dòng sữa Meiji như cung cấp hệ dưỡng chất gồm DHA, acid arachidonic cholesterol với tỷ lệ cân bằng hỗ trợ sự phát triển trí tuệ não bộ cũng như tăng cường thị lực cho bé các vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hấp thu dinh dưỡng tăng cường đề kháng và đảm bảo hệ miễn dịch hoạt động bình thường của trẻ bổ sung torin nucleotid và omega 6 giúp tăng chiều cao và cân nặng cho trẻ hình thành các lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh cách dùng sử dụng thìa định lượng đi kèm pha sữa với nước ấm cho trẻ uống theo đúng hướng dẫn Men tiêu hóa Amano Enzyme Go bổ sung DHA. Amano Enzyme Go là sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, được cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng, với các thành phần chính gồm, bào tử lợi khuẩn Bacillus subtilis và Bacillus clausi, tinh chất men bia, enzym tiêu hóa AP12 và lactate DS100 cây, DHA, taurin, lysine, các khoáng chất như kẽm, canxi, vitamin nhóm B, vitamin D, cùng một số thành phần khác bổ trợ. Men tiêu hóa Amano Enzym Go đem lại các tác dụng, hỗ trợ chức năng đường tiêu hóa, tăng cảm giác ngon miệng, giảm tình trạng biếng ăn ở trẻ, bổ sung các thành phần dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là DHA cho sự phát triển não bộ và thị lực của bé, tăng cường sức đề kháng, tăng đáp ứng miễn dịch cho trẻ. Amano Enzym Go thích hợp dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên với liều dùng cụ thể như sau, trẻ em trên 3 tuổi, mỗi ngày 1 đến 3 lần mỗi lần một gói, trẻ từ 2 đến 3 tuổi, mỗi ngày một gói, dùng trong một lần, trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi, mỗi ngày một gói. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.